Tôi Nguyễn Hoàng Sang, quê gốc Đồng Tháp, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình lễ ngày hôm nay, tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo trước và bác Trương Vĩnh Trọng, nguyên phó thủ tướng chính phủ và ngài nguyên phó chủ tịch Trương Duy Hải. Thì qua Trương Duy Hải tôi mới biết cái công trình ngày hôm nay là 206. Tôi không nghĩ là công trình này sẽ được gần 2 tỷ. Ban đầu Trương Duy Hải ý muốn là làm có thể về hưu làm được công trình khoảng 300 triệu cho bà. Thì do hoàn cảnh gì đó, tôi là có duyên với Trương Duy Hải, tôi hứa một điều. Tôi là người khai ấn, không đầu tư. Nhưng mà chỗ nào có tôi xuất hiện thì không 3 năm thì chỗ đó phát triển. Và khi chỗ đó có linh thiêng, khi tôi xuất hiện thì có chim chóc bay hoài, cây cối rung rinh, bắt ngang tôi đốt phải cháy. Thì coi như chỗ linh thiêng thì tôi mới khai ấn. Và mỗi lần khai ấn á, hầu như tất cả công trình ngày hôm nay. Trước đây tôi ở làm ăn thất bại, phá sản, cũng từng mượn nợ hỗ trợ khó khăn lắm. Gia đình thì gốc chính trị, ba tôi là trưởng phòng binh sở tỉnh Đồng Tháp, mẹ tôi cùng công tác bảo tàng. Ngày xưa tôi cũng là nhà nghiên cứu quy luật của tỉnh Đồng Tháp, chỗ anh Nam giám đốc bảo tàng Tranh Phong. Thì qua những thời gian ba mẹ tôi làm công việc cực khổ nuôi năm anh em khó khăn, ý nghĩa tôi nói ngày hôm nay là lý do tại sao có công trình ngày hôm nay. Và tôi mới có một ngày nào đó sẽ có căn nhà 500 triệu để cưới vợ. Nhưng ba mẹ tôi làm việc rất thanh liêm, tôi nói để đức cho con cháu. Và cuối cùng tôi phải nghĩ làm việc năm 26 tuổi và phóng lên Sài Gòn làm kinh tế. Các 31 tuổi tôi lập lên hai công ty bán sản tập tô, tập trung công ty Hoàng Long và hai mỹ phẩm, công ty mỹ phẩm. Và năm 31 tuổi đó, tôi lại phá sản. Rồi tôi rất buồn, tôi phát nguyện đi mượn nợ, hỗ nợ rất khó khăn. Sau đó tôi phát nguyện mới được 700 người thì đầu phải 100 người. Tôi mới ngộ chân lý á, là bôn ba nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều bạn. Đụng chuyện bạn thân thì thân anh ấy lo. Buồn quá tôi về đủ cấm ở. Tôi nghe mấy người xưa về đủ cấm sẽ gặp sự thiên. Và lúc đó, đó tôi quá phát nguyện, nếu sau này con phục hồi kinh tế được, các nhà cho cha mẹ ở, sẽ xây 350 chùa trình đình thần đường miếu tại đây cuối đời. Có nhiều là nhiều, có ít là ít. Nhưng mà chỗ bất cứ công trình nào sang chúng ta vô, ít nhất là sang khai ấn một cây vàng. Và thời điểm hiện tại, thời điểm đó thì cũng may mắn á, là gặp Trương Duy Hải. Do có duyên qua chương trình đấu giá cái sim điện thoại, tôi đấu giá 79 triệu và tài trợ thêm 139 triệu về Bến Tre. Thì Trương Duy Hải mới mời về đây. Thì tôi nói rồi, nếu hữu duyên thì sẽ nói rồi, ở đây hữu duyên rồi đấy. Thì sang có chim chóc dài, sang hỗ trợ cho 490 bao xi măng là người đầu tiên. Sang là người khai ấn, không phải người đầu tư. Nhưng mà chỗ này linh thiêng, làm có thể 800 triệu được. Nếu sau này tôi có nhiều cách làm ít thì doanh nhân nghiệp tôi dẫn về đây cùng chính quyền địa phương nơi đây có lòng nhiều, mỗi người ít nhất đầu tiên là 1 triệu thì mới đó gom lại 69 triệu sang 493 xi măng 86 bồn vàng. Sẽ nói sau khi công trình hoàn thành cho Sang biết là Sang sẽ tài trợ khoảng 150 triệu giá tượng bà chủ xứ, tượng Bắc Hồ và những phần trang trí của miếu. Và sau đó do tùy hứng mà Sang sẽ tặng cho 118 phần quà để cho bà con nghèo. Nhưng mà dạ, bà con có gia đình chính sách, có công với đất nước. Và thêm hai phần quà nữa dành cho những người nào có công với miếu này. Chẳng hạn như Sang là người tặng quà tài trợ, nhưng mà Sang cũng là người nhận quà. Anh Trương Duy Hải cũng nhận quà, và những người xây dựng cũng nhận quà. Rồi sau đó những người ngày hôm nay Sang dẫn doanh nhân nghiệp là 13 người về đây. Thông tấn báo chí thì có thanh tra chính phủ, bộ công an, pháp luật Việt Nam, 6 bài báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương. Sang có mời các bà báo chí bữa nay có hiện diện. Thì ngày hôm nay đầu tiên Sang cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Sang có ít làm nhiều cùng nhau với, và Sang thường phát nguyện tất cả chính quyền địa phương cùng nhau đồng hành thì cái miễu này phát triển rất là nhanh. Hiện tại miễu còn thiếu mấy trăm triệu thì doanh nhân doanh nghiệp Sang 13 người, ai hứa sau này dài làm ăn được trong vòng 6 tháng chích 10% giấy ta lên anh em nhé. Trong 6 tháng mọi người gắn giúp cho Sang được 5 chỉ vàng nhé, anh em đủ không? Nếu anh em không đồng ý Sang tài trợ đó là quy tắc với Sang. Còn ai mà bắt buộc ép buộc á thì Sang không làm được, tại Sang là người khai ấn thôi. Rồi cảm ơn anh Trương đầu tiên, cảm ơn bác Trọng và bác Trương nguyên phó tướng chính phủ Trương Vĩnh Trọng. Tại hồi tối vui quá giờ đây mừng mà bị khăn tiếng. Cảm ơn chính quyền địa phương một chút xíu bắt đầu phát bài cho anh em đồng ý không cho chú các bác. Dạ xin hết.